lên mình tôi cát, tôi đẩy bà giống như là siết khỉ vậy đó. Vậy tôi đẩy bà đủ phạt hả? Có gì bà mệt? Nhưng mà tôi mệt lắm. Ông nghĩ mà coi, đáng lẽ là mình về đây là cách đây 2 tiếng rồi, mà bây giờ là 12 tiếng mà mình vẫn chưa có về nhà được. Ông nghĩ mà coi, tôi có sống sót để mà về tới nhà. Nín, cái miệng ăn mắm ăn muối. Trời ơi, mới đi có mấy tiếng mà tưởng tượng ra 12 tiếng. Mà tôi nói bà nghe, đã đi du lịch đó thì phải chấp nhận cái sự cố, đúng không? Nó mới ly kỳ, mới giống như là phiêu lưu vậy đó. Nghĩ sao vậy? Sự cố, cái thời đại này rồi mà còn xài trong cái xe hạng cổ lưu sĩ cái thời tiền sử vậy đó. Làm sao mà đi được? Tôi không biết đâu làm sao tôi về được tới nhà đây. Thôi đi, bà biết mình bà không mà, còn tôi mới đau nè. Mẹ tôi mà thấy tôi đi chung với bà, mẹ tôi chửi đó. Làm gì chửi? Mẹ tôi nói là không cho đi chung với con gái, mà con gái xấu nữa là càng phải tránh xa. Xấu nè, ông nghĩ sao tôi đường đường là đại mỹ nhân của lớp mà ông nói vậy hả? Cái gì? Bà đại mỹ nhân hả? Cái tôi anh hùng xạ điêu quá. Trời ơi, thôi giỡn thôi, nó nghe nè. Bây giờ tôi chở bà về nhà sao ha? Xong cái tôi với bà qua nhà tôi được không? Qua nhà ông chi? Gì vậy? Ông đừng có nói, ông sợ cành. Vậy thì bây giờ tôi sẽ chào bà nói. Vậy nè, bây giờ tôi đưa bà về nhà xong đúng không? Bà an toàn rồi, cái tôi hoành về nhà tôi. Vậy thôi, nhà nó về. Vậy được. Ừ, giờ đi. Đi. Nghe điện thoại đi ba. Trời ơi, làm gì có điện thoại má. Rồi. Trời. Ê, khoan đã. Tắp vô lề đi, gần tối rồi, có nghe ăn cắp lắm. Chị Hà gọi cho tôi nè. Đi vô, đi vô. Alo. Em nghe nè chị. Vậy? Tại sao chị lại không về nhà? Nhưng mà em gần nhà tới nhà rồi mà. Mà có chuyện gì vậy bà Thủy? Gì vậy? Gì? Tụi không có được về nhà. Chị Hà chỉ đi chơi với bạn rồi. Trời ơi, sao không báo trước rồi mới về? Tôi có gọi điện rồi chứ bộ mà chị mới nhấc máy. Mà tôi quên đó là tôi báo với chị là ngày mai tôi mới về. Tại đâu có tự nhiên đòi về sớm gì vậy? Tại bà không chịu báo trước chị. Do sao? Thầy đừng nói ngoài nhà tôi nha. Cho tôi qua ở ké đi. Đổ cái mặt đấy kia. Không được, được. Mẹ đúng cho đâu. Hồi xưa có câu á là nam nữ thọ thọ bất tương thân. Ui giờ đau đau, đổ xương đánh nhau ghê luôn. Không nghĩ sao vậy? Cái đồ nhỏ mọn hết chị. Ê, không chứ, không chửi nhỏ mọn. Chà chú. Chà chú đâu có đi, có không? Nếu mà ông qua nhà tôi thì được. Ông ăn hả? Ông ăn uống. Ông nhập làm về phải không? Ông có bể thì bây giờ ông không cho tôi qua nhà ông là sao? Có nữa kể nữa. Không phải là ông cho. Mà chứng kể đây là mẹ tôi đi Thái Lan chơi rồi. Cũng lẽ giờ tiễn cái bài với tôi về với cô nam quả nữ đơn chiếc một cái... Thôi vậy? Okay. Được. Tự nhiên không được rồi, giờ đi đâu? Thì... Thôi, vậy nè. Tôi biết một chỗ mà hai đứa mình có thể đi được rồi. Đi. Chúng ta còn siết khỉ tiếp. Ê, như dạo này bà mập lên phải á. Ông nghĩ sao giờ xương nó nặng lắm? À, chắc xương nó nặng. Ôi, mệt quá ông Hải ơi. Mệt hả? Giờ tôi hát cho bà nghe nha. Hát bài tụng của tôi đi. Ờ, mấy đứa đó, cái xa là sẽ không có. Ủa, Sơn, đi chơi vậy rồi hả? Dạ. Vui không? Dạ, vui lắm anh. Đi chơi miệt vườn vui là phải rồi. Thấy Sơn đi chơi về miệt vườn tôi nhớ nhà dễ sợ. Nhà còn có chứ miệt vườn nè. Tháng nào cũng về nhà mà nhớ nhà gì? Ba. Ông chủ, con mới về. Ừ. Đi chơi cái vui không con? Vui lắm. Câu đó hỏi là ông chủ, sợ nó vui lắm. À, tôi con đi vô nhà nghỉ ngơi tắm rửa con đi nha. Ủa đi công việc tí nha. Ông chủ đi. Tôi sắp phòng nhãn cho. Đi, vô. Ông khoan đã có nghe nè. Sao về trễ vậy? À, tại vì xe bị hư á. Tụi em giờ mới về á. Đạo quải quá trời luôn. Tiếc dễ sợ luôn á. Hôm qua Sơn mà về là thấy đĩa bay rồi. Đĩa bay? Ừ. Đĩa bay nói là ba mẹ em cãi nhau à? Không phải. Ông bà chủ bây giờ thương yêu nhau lắm. Sao mà đĩa bay kén bay được? Ý tôi nói là đĩa bay thiệt. Đĩa bay thực sự luôn.
giống như là trong phim cái gì để bay trong vũ trụ gì đó, coi phim đó chưa? Chưa. Tôi cũng chưa coi nữa, nhưng mà tôi khẳng định đó là để bay thiệt. Thật nè. Thiệt mà. Anh gặp ở đâu? Mới tối qua nè, ngoài quán á. Nó bay giữa quán luôn hả? Để bay lớn lắm sao bay vô quán được. À? Ừ. Em để cái thử anh nhìn thì đĩa bay thật. Trời ơi, vậy là đĩa bay thiệt rồi chứ còn gì nữa. Mẹ, đâu vậy? Sợ không thấy trong phim hả? Đĩa bay tới á, mình chỉ thấy được luồng sáng của nó thôi, chứ làm sao thấy được nó, đúng không? Nhưng mà nếu mà anh thấy thì cả xóm này cũng phải thấy chứ. Sao em không thấy ai lên tiếng? Nhưng mà đâu phải đĩa bay ai muốn thấy cũng thấy được đâu. Đĩa bay cho ai thấy thì người đó mới thấy được. Ông sao ơi, táo túc là sao? Đó nhờ đó. Đó nhờ đó. Trời ơi, chuyện là vậy nè. Bà Thủy bà về mà không báo trước. Thành thử ra chị Hà cuốn gói ra tàu chơi mai mới về. Bà đâu có chìa khóa đâu có vô. Thôi ông cho bà vô ở một đêm đi. Ở một đêm thôi mà ông Sơn. Chỉ có cái thủy là không được vào nhà đấy. Con mày, mày qua đây làm gì? Ông chỉ chở tôi đi giùm thôi à. Còn chút xíu ông về liền á. Ông yên tâm đi. Lạnh quá ha. Tao là tao sợ là bà Thủy là bà hung dữ quá, bà ở chung mày mà giết mày chết. Thử ra tao ra tay tương trợ ở chung tụi mày thì tao ngăn cản bà Thủy, hiểu không? Bà ơi, cho tao ở nhờ đi, nào mẹ bây giờ đường xa quá, bây giờ lỡ về nó cướp cái xe đạp tao sao? Tội nghiệp hai đứa mà ông Sơn. Được rồi. Trẻ trẻ rồi. Cảm ơn nhé. Vô nhà. Khoan đã, tao lấy rẻ thôi, mỗi thứ 800k. Trời, bạn bè mà thương mại dưới mày. Cái gì nữa? Về. Không phải đang nghỉ, tao đi bác sĩ rồi tối rồi. Sơn, bây giờ không có tiền rồi, tụi tao làm lấy công làm tiền không? Bước quá là đắp bóp massage hoặc là chữa toilet. Tôi đâu biết làm cái đó. Tôi làm được chưa? Sao? Dạ. Mày làm chắc mày làm được không? Được rồi, mình đi vào nhà đi. Vô đây. Đây là phòng của ông hả? Ừ. Trời ơi, đảo quá à. Tôi để mình gói qua đây. Cảm ơn anh Tàng. Không có gì. À, đây. Tụi bay mà dám ở đây không em? Dám gì không dám? Trời ơi, không sợ à? Sợ gì? Đây cũng là mày tiên sắp đến á. Hả? Ủa sợ quá. Cậu Vinh. Trời ơi. Nắng quá điên của mày. Lại một người ngoài hành tinh. Ừ. Cậu Sơn nói thiệt đó. Tối nay là người ngoài hành tinh tới nè. Lúc nãy thì anh mới nói đi bay. Giờ thì anh lại nói là người ngoài hành tinh sắp tới. Thiệt mà. Hồi nãy còn chuyện nữa mà tôi quên kể với Sơn. Mình cũng dễ đi kể. Xuống kể rồi. Cho ngồi xuống kể. Vậy là vậy nè. Người ngoài hành tinh đâu? Thì tôi nói rồi đó, lát nữa là người ngoài hành tinh tới liền. Ai nói? Thì người ngoài hành tinh nói. Không những nói mà họ còn đưa cho tôi lá thư nữa. Được, lấy cho mọi người xem đi. Chào Trúc, chào Trúc. Ai sao? Chúng ta nhà mày ngoài có một đùi không? Không được bình thường ra, như cái đầu nó cũng có vấn đề thì phải. Tao không biết được. Mọi ngày không bình thường lắm mà. Không hiểu hôm nay em sao á. Phải không? Không, mà cứ để cho anh đi lấy được. Biết đâu á, tụi mình lại có cuộc phiêu lưu mới thì sao? Trời ơi, về nha, có máu trinh thám trong người nha. Một sáng thì đi chơi cũng bọt hay sao? Đặng
Nè, coi đi. Hả? Hôm nay hoàn toàn là một tương sẻ lớn. Đó. Bạn nghe thấy âm thanh gì rất kỳ lạ không? Tôi có nghe. Đi ra coi không? Cô là ai vậy? Xin lỗi, chị không phải ai ạ. Ở đây không phải là nhà hàng, có nghĩa không thể nào nguyên liệu. Ai mà khùng dữ trời. Đây là nhà riêng, nhà hàng ba tuổi đằng trước á. Nghe tiếng ồn không? Vậy có nghĩa là không thể nào nguyên liệu. Không thể nào nguyên liệu. Có khi nào cô gái này là người ngoài hành tinh không ta? Mày trời ơi, suy tưởng ngoài hành tinh kỳ vậy. Tôi biết các bạn, nhưng các bạn không biết tôi. Không chỉ là em. Không phải. Phải chúng tôi. Cô có phải là từ hành tinh khác đến không? Dốn. Chị mà là người hành tinh hả? Hành tinh. Không có gì đẹp đi. Có được làm cái đi. Rồi. Cứ cho chị là người hành tinh đi. Vậy chị đến đây để làm gì? À. Tiếp nhiên liệu. Nhưng mà tụi tôi làm gì có nguyên liệu mà chị cần. Không có nguyên liệu thì tiếp xăng cũng được. Vậy tụi tôi cần phải tiếp bao nhiêu xăng cho chị? 1.000 lít. Hả? Gì mà 1.000 lít? Tụi tôi lấy đâu ra tiền mà mua nhiều xăng vậy? 1.000 lít nước còn không đủ của chị thì nó là 1.000 lít xăng. Như là công an nó cho đâu xăng để nhiều qua trong nhà nó cháy. Cháy nguyên thùng luôn. À. Thôi, chị 1.000 lít để một bên đi. Bây giờ tôi cần một vài lít để uống đây. Hả? Xăng mà uống hả? Tôi mua liền. Ê, không được. Anh mua chỉ là đốt nhà em nhưng sao? Cô uống mà, sao đốt được? Thử cơ còn uống được. Đợi chút nha. Lặng. Thôi tôi mệt rồi, tôi đi ngủ đây. Chị mà cũng buồn ngủ nữa hả? Ngoại tinh mà kìa. Đây là trạng thái hết năng lượng, chứ không phải là cách ngủ thông thường. Chào tôi. Chào sao? Để tôi vô coi đang ngủ thiệt hay ngủ giả. Cắt điểm mà đi vô nhà mình đi nữa. Sao biết? Mắc cười lắm. Mắc cười nhìn gì? Nhìn đã ngủ y như là búp bê hết pin nhớ. Đi ra ngoài tụi mình tính tiếp. Tội quá. Biết gì tôi không qua nhà ông đâu. Tự nhiên dính vô cái chuyện này phiền phức ghê luôn. Đúng không? Rồi cháu đó bác thì xin qua nhà người ta ở đã giờ nấu. Thôi đừng cay cứu nhau nữa. Bây giờ cái gì quan trọng là phải tìm hiểu cái vụ này nè. Tao không cần tìm hiểu gì hết á. Tao chỉ muốn chống cự với bà người ngoài thì càng xa càng tốt. Mấy ông có nghĩ á, cái cô gái đó là người của thủ lĩnh Hoa Hồng không? Tôi thấy á, thủ lĩnh Hoa Hồng có gửi tới cho mình một cành bông hồng mà. Nè, cho dù là cái chị đó có được đóng gói hay ký gửi do thủ lĩnh Hoa Hồng gửi tới đây đi nữa thì tụi không có lý do gì mà tụi mình phải mà phải đáp ứng những cái nhu cầu, những cái đòi hỏi quá vô lý của chị ta được.
Vậy thì còn anh Toàn nhìn thấy đĩa bay thì sao? Điều tra chứ sao? Bây giờ nha, ba đứa mình sẽ ra cái bãi đất trống đó, cái bãi đất mà đĩa bay đáp xuống mà theo lời anh Toàn nói á, để điều tra, hiểu không? Có lý. Đi đi. Ở nhà kế quán nhậu mà ồn dữ. Chẳng có gì đặc biệt hết á. Giấu gì vậy? Sao nó giống con bị bất cấm quá vậy? Cái giấu này mà mình thấy ở đâu rồi? Chưa thấy ở đâu rồi. Sao? Ở người đây có cống đập gì đâu? Cũng quá trời nè. Đường cống rồi nè. Chúng ta bắt đầu. Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Anh đi mua xăng thật hả? Thì người ta giàu phải làm thôi chứ sao. Ôi chết anh rồi. Sao? Lớn mặt dài quá. Trời, các người xưa có câu á, vụ hổ ly sơn. Vụ anh đi chỗ khác để gom hết đồ đạc đó. Chết mà coi coi nhà mày mất gì không. Ủa, Sơn đi đâu vậy ta? Chắc Sơn vô trong nhà coi chị có lấy tiền không á. Anh dài quá. Dài quá. Quá dài. Là sao? Không có đâu. Cổ là người ngoài hành tinh mà lấy tiền, lấy bạc của mình là sao xài được. Uống xăng xong là cổ lên để bay liền. Đi đâu? Thì đi về hành tinh của cổ. Dám đâu, uống xong hai bình thì đi chết. Cái gì hành tinh gì ở đây? Thời đại này hành tinh người ngoài hành tinh. Sao rồi? Sao? Chị ta vẫn đang ngủ trong đó á. Vậy là không phải chị ăn trộm đâu. Nhưng mà chị ngủ trong đó chắc chắn phải có âm mưu gì. Không có đâu, tôi nói rồi, cổ là người ngoài hành tinh, uống xăng xong á là cổ lên đĩa bay đi về liền à. Ê, tao nghĩ ra một cách. Cái gì? Lẹ đi. Nó lẹ đi, cái đặt màu mè đó. Từ từ, làm gì nóng vậy? Nhưng mà mày phải giúp tao mới được. Giúp vào cái nào? Một cách mày nấu cho tao muốn ăn, thật là ngon. Tôi hiểu ý ông rồi nha. Wow, thơm quá ạ. Thôi, công nhận nha, mày với ba có một cái tài chung. Nấu ăn quá ngon. Tất nhiên rồi, thôi đi. Thơm, đi hả? Ừ. Tôi còn đói lắm. Trời ơi, dằn cái cơn đói của bà lại đi. Để bữa khác á, sớm nấu nhiều gấp mấy lần này cho bà ăn. Mà nó nghe nó có đơn chỉ không? Cực mát. Hả? Ừ, thiệt hả? Thôi đi. Mà đi. Người ngoài hành tinh mà sao ông muốn xăng? Sao lại ăn mì của tôi làm? Sao thì ăn thì sao? Ủa xăng không ngon. Sớm uống xăng đi ăn mì chi? Xăng thì để đổ vô xe, làm sao mà uống được? Trời ơi, vì miếng ăn mì mà vô đây lùn gạt quá không? Ba của ba rồi nha. Ờ, thì biết nha. Ba của tôi mặt mày sáng sủa gì giống gì gạt được không? Hả? Chú ơi chú, có người hả tự nhiên lùi gạt tụi con làm người ngoài hành tinh đó chú. Đúng rồi chú. Đúng rồi tụi con nè. Đúng rồi ba. Một người đó kìa, chọi ăn cắp gạt một người đó. Gì? Chị đây này ba. Rồi uống xăng mua xăng rồi không uống, ngồi đi ăn mì. Ủa con. Dạ con chào chú. Con đến lâu chưa? Chú ra phi trường đón con rồi, không ngờ con lại về đây trước đấy. Con nói chuyện chiếc bay nên về sớm mấy tiếng. Con xin lỗi vì đã làm phiền chú. Xin giới thiệu với mọi người, đây là Phương, con của một người bạn chú ở nước ngoài mới về đó. Ủa,
sao chị ra làm ngoài tiên không chị? Chị học bên sân khấu nghệ thuật, sắp tới chỉ có một vai diễn ngoài hành tinh. Nãy chị chỉ đùa với tụi em chút thôi mà. Đùa hả? Sao lúc nãy cái tay làm ra ánh sáng vậy? Đó chỉ là một kỹ xảo nhỏ nhỏ thôi. Đúng không? Làm cho coi. Này này này, cái này đã làm ánh sáng được. Đây chỉ là một cái đèn pin phát ra ánh sáng thôi mà. Thích không? Tôi cho nè. Trời ơi, cái đầu chơi đồ nít. Chơi nhưng mà còn có dụng để bay đó xuống thì sao? Đĩa bay cái gì mà đĩa bay? Hôm qua là cái máy dò nước đó nó bể, cả đêm tôi không ngủ được cái này. Ủa? Tưởng là phải đặt đĩa bay là phải sống chết gì á. Thiên tình. Thôi ông ơi, ông đừng có tưởng tượng ba cái chuyện tào lao nữa. Lo đi vô dò phòng cho khách người ta ở cho cái. Dạ, tôi biết ông chủ. Về xóa một đùi ra nha để chịu quá. Không đùi vậy. Anh em chị nãy chưa chấm được bóng nè. Anh em chấm bóng gì đó. Anh em đi. Ờ, sao mà chị giả là thủ lĩnh hoa hồng? Tụi em hay vậy? Thủ lĩnh hoa hồng là ai? Chị đâu có giả làm ai đâu. Chị có gửi cho tụi em một tờ giấy cuộn trong một cánh hoa hồng đúng không? Không có, chị không có gửi gì hết.